chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ búp ba ăn cay cay nha các bạn ơi. Hôm nay tôi búp nguyên một combo về nha. Cùng xem bên trong có những gì. Đợi bọn nó đi học về mình sẽ mở cho các bạn cùng xem nha. Mình thèm chè nước miến nãy giờ rồi nhưng mà phải đợi đấy. Nghe tiếng xe máy rồi. Nghe tiếng rồi mình sẽ đặt cái live stream ở đây. Mình sẽ đặt cái live stream ở đây nha. Bây giờ cho các con ngửi để đoán xem bên trong này có gì. Con biết. Ngửi đi, ngửi. Bánh quy. Không, cái cây. Mẹ muốn ăn đứa này đặt ăn, mẹ muốn à. Bây giờ tất cả phát vào rồi chúng ta cùng ăn. Ui trời, mở ra. Thỉnh thoảng mẹ sẽ mua một gói. Con cảm ơn mẹ. Nhưng mà này, lần sau thích ăn thỉnh thoảng mẹ sẽ mua cho một lần thôi. Chứ đừng có mua ở quán, hiểu không? Ở quán là đồ không có chất lượng đâu, an toàn, hiểu không? Này là hàng này của Việt Nam sản xuất và lại có mã vạch là an toàn. Sâu không ăn được, sâu rất là cay luôn. Nhưng mà bây giờ mẹ nghĩ là cất hết lên đây, không phải chia nhau mà là chúng ta sẽ cùng nhau để ra cái bàn để chúng ta múc bang. Yeah. Yeah. Ok, thay quần áo đi, thay đổi. Ok, mọi người. Con mặc quần áo thế được rồi, thay gì mà thay. Hello, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ múc bang cay cay nha các bạn ơi. Công nhận đấy, trẻ con bây giờ sướng thật các bạn. Ngày xưa bọn mình làm gì có những cái này mà ăn. Đúng. Ngày xưa toàn ăn phải bán. Ăn quá nhiều thôi nha,
đâu, đủ rồi nhá. Rồi, clip đến đây là hết rồi mọi người ơi, tạm biệt cả nhà nhá.